Vâng, xin kính chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video gồm một chai thủy tinh đựng đầy các quả diêm. Và các bạn sẽ xem nó sẽ cháy đến như thế nào nhé. Và các bạn đừng quên like và share cái video này để cho mình có động lực để tạo những cái video mới hấp dẫn hơn. Rồi các bạn hãy đón xem nhé. Nó lại tắt nữa rồi. Hôm nay gió to quá các bạn ơi. To quá. Gió to quá là không có chạy luôn. Ồ các bạn ơi, bể cả chai thủy tinh luôn. Ghê quá.